Đây chia sẻ bác, đây là Monato 2 này. Loại này dinh dưỡng rồi cái hàm lượng vật chất khô với chất xơ nó rất là tốt. Bò rất thích ăn luôn, cái loại cỏ ấy luôn. Nó mềm mà. Ngon mà. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hello anh em, mình đang ở một trại chuẩn bị vào bò đây. Chuồng sắp xong rồi các bạn. Ôi, ôi, cái này nó dài lắm ấy. Nó dài đó. Đấy, cứ để không. Đấy, cắt một đợt rồi đấy, xong rồi lại cắt tiếp rồi nó cứ lên thôi. Cao này là cao rồi, nếu mà tính mét, phải mét rưỡi. Mét 2, mét rưỡi. Bởi vì là nó phải cao lắm. Người mình rồi. Cao hơn người mà. Cái này nó bị ngả thôi. Bởi vì cái này nó không phải thân cây đứng. Đây các bác này. Đây là Mulatto 2 này. Và 25 rồi. Bác ấy trồng mua về nhưng bác chưa trồng. Mà vừa rồi là bác trồng xong rồi. Đấy. Chứng tỏ chất lượng hạt cỏ ác ấy chứ. Để hơn 1 năm xong bắt đầu mới trồng thì... Mà bây giờ nó phát triển dã man không? Đây là có bón phân gì không anh? Không, không, không bón phân gì luôn. Trồng và tưới nước trời thôi. Chỉ mỗi cái nước trời thôi. Nó có lông như rất mềm. Mềm, cái loại này Monato 2 này nó mềm. Đây chia sẻ bác, đây là Monato 2 này. Loại này dinh dưỡng rồi cái hàm lượng vật chất khô với chất xơ nó rất là tốt. Bò rất thích ăn luôn, cái loại cỏ ấy luôn. Nó mềm mà. Ngon mà. Du di ở trên này anh. Ờ. Ôi sướng nhỉ. Ôi cỏ này thì cho bò ăn thì không phải nghĩ rồi. Cỏ voi kìa, cỏ voi kìa, dã man không? Bên đấy là voi Đài Loan. Voi Đài Loan bên này. Loại này thì không cỏ nào mà có thể là chen lấn được nó. Đã lên rồi thì đúng rồi. Không cỏ nào chen lấn được nó. Nó lên tự nhiên thì lên cao lắm. Đây vẫn Mulatto chứ. Đây là Mulatto chết đây này. Đây vẫn Mulatto. Đây đây là Juji hả? Nhưng mà hai loại cỏ nó cũng cần tương đương nhau à? Gần như nhau, kiểu đều cùng cỏ mũ cỏ ấy cả. Hạt là gần như thế. Ôi màu là khác. Ừ, nhưng mà nghĩa là cái anh chưa cả chưa thả cho nên là cái nào dẫm đạp thì nó sẽ bớt hơn, nhưng mà đây đang để nó cứ lên tự nhiên đấy. Đây lên tự nhiên đấy. Ờ, đây cho nên nó cứ cao vút rồi đấy, toàn bộ Juji đấy. Ôi. Đây các bác,
nó cao, nếu mà giả sử tính như thế này là phải rơi tầm khoảng hơn mét. Ừ. Mulatto 2 với Zuzi nó gần giống nhau nhỉ? Giống nhau, ừ đúng, hai loại ấy là gần giống nhau. Hồi đấy là anh Hùng anh ấy lấy rơi tầm khoảng mấy chục cân mà. Ừ. Vãi. Mulatto anh còn vãi cả lên trên các cái viền của hào ở dưới đùi la trên trên. Mọc hết không? Mọc hết. Mọc hết à? Chứng tỏ loài này là sức sống tốt chứ. Rồi bây giờ lên di chuyển lên trại luôn, bác xuống lấy xe máy đi. À, đấy đây lên trại rồi. Em lên trại luôn. Em lên trại luôn. Cỏ này mà cho bò ăn thì miễn chê luôn. Không phải nghĩ luôn mà, nhất là bò sữa mà sử dụng cái loại cỏ này thì siêu nhiều sữa luôn. Ờ. Này, tốt dã man luôn các bạn. Đây này, các bạn nhìn này. Đó. Đây là Mulatto, đây là Zuzi. Nói thật là cỏ Zuzi với cỏ Mulatto 2 mình bán giống. Nhưng mà mình còn chưa trồng tí nào luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cỏ kinh không? Nhiều không? Nhiều dã man luôn mà chưa có con bò nào các bạn. Loại này mà cho con bò con kìa. Loại bò vừa bắt về cho ăn thì thôi rồi luôn. Bò cai sữa các thứ cho bọn này ăn, hoặc là giả sử như là cái dòng bò sữa mà cho cái loại cỏ này ăn thì tuyệt vời luôn. Đó. Đây là trại bò đây các bác này. Quy mô thì đâu đó cũng rơi tầm khoảng mấy trăm con đầu tiên đấy. Đang thi công. Đó. Rộng không? Các bác thấy rộng không? Chuẩn chỉ chưa? Anh ấy tiếp tục nhân cái cỏ voi kia ra. Cái này là anh không bán đâu. Ở đây thì rất nhiều người muốn mua nhưng anh không bán đâu. Sắp tới anh bắt bò về, anh sẽ cắt ngọn cho bò ăn. Còn đâu là cái hom thì anh sẽ nhân ra tiếp, bởi vì chỗ này mấy chục ha của anh ấy cơ. Dã man luôn. Đây các bác có thể thấy những cái dòng cỏ Mulatto 2 với lại cỏ Zuzi nó phát triển rất là mạnh. Mua của mình rơi tầm 2 năm rồi mà bác có phải để 1 năm mình sợ là không lên. Thế là anh ấy trồng bây giờ lên tốt mượt mượt luôn. Cỏ voi này chia sẻ với bác là cũng phải rơi tầm 4 mét. 4 mét ở bên kia là Mulatto 2 hết các bác này. Bên kia à, xa xa kìa, toàn Mulatto 2 đó. Đó. Đất rộng. Thích làm gì làm. Loại cỏ này cho bò con ăn thì thôi rồi luôn. Hoặc là giả sử như là bây giờ băm xong ủ thì thôi rồi luôn đấy bác. Nó sợ luôn. Dòng cỏ này. Đấy. Đây là một quy mô của chuồng này này. Chuẩn bị hoàn thiện rồi đấy bác. Chắc rơi tầm khoảng tháng nữa hoàn thiện rồi. Làm rất là bài bản luôn bác. Đây này. Rộng lắm. Cực kỳ rộng luôn. Cái chuồng này phải rơi tầm khoảng mười mấy mét. Chiều rộng ấy, mười mấy mét. Còn chiều dài chắc khoảng mấy chục mét. Quá rộng luôn các bạn. Các bác thấy đất sướng không? Nhìn quá sướng luôn các bạn. Nói chung là đất rộng, có tiền thì thích diễn kiểu gì diễn. Đó, đầu tư vẫn dã man luôn. Quá bài bản luôn. Hình như là có đoạn nào có cả cỏ xả lưỡi sao ấy. Hả? Cái đất trống này sắp tới này anh sẽ trồng hết cỏ voi đấy. Bên này này. Ở cái cỏ xả đoạn nào bác? Xa xa thế nhỉ? Ra lên mãi trên kia bác. À. Mãi bên kia được các bạn. Rộng lắm. Chỗ này mấy chục ha mà. À. À.
Đẹp không? Các bác nhìn thấy tuyệt vời không? Trại anh sẽ tính ở dưới tầm làm mấy trăm con bò. Và những cái đất chỗ khu vực bên kia kìa các bác này, anh ấy đang trồng na này, trồng những cái dòng cây ăn trái các thứ. Đó. Đào đĩa các thứ. Nói chung là cái chỗ khu vực này là của nhà anh ấy hết. Chỗ này sau này anh tính làm sân chơi dưới đây này các bác này. Thì anh mới trồng cái dòng cỏ du di á, bởi vì cái cỏ du di thì trông rất đạp. Dòng cỏ du di là nó trông dẫm đạp các bạn. Đây này, anh ấy trồng cả đào các thứ này. Đó. Đẹp không? Chứng tỏ là cái loại cỏ này mà phát triển tốt đi chứ. Thì năng suất thì nó không bằng những cái dòng cỏ voi kia đây các bác có thể thấy. Nhưng mà đối với này cái dòng cỏ này thì dinh dưỡng nó cao hơn rất nhiều. Ở dưới kia là Murato đấy. Trên này là du di, chịu dẫm đạp các bạn. Nói chung là cỏ này thì xuất sắc, dinh dưỡng tốt, rồi hàm lượng chất xơ, chất khô, mọi thứ rất là tốt luôn. Và bò thích ăn nữa, nó mềm, nó ngon. Bởi vì thân thảo mà bác, nó phải là thân đốt, thân như cái dòng cỏ voi kia. Đó. Nói chung là đối với chăn nuôi bò mình vẫn bảo rồi, cố gắng là các bác hãy chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bò, trồng được nhiều cỏ thì mình chăn nuôi bò sẽ thành công thôi. Còn nếu mà giả sử như là chăn nuôi mà không có cỏ thì rẻ bắc là ăn đòn hết, hỏng hết, tăng giá thành trong cái chăn nuôi châu bò ra. Đó. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn ạ. Cái chỗ này là anh dòng đào này. Khu vực bên kia thì anh ấy trồng na này, na của Thái hay là na gì đó, mình không để ý lắm. Đây là khu vực nguyên liệu rất là nhiều, đây các bác có thể thấy như một cái thảo nguyên luôn. Như một thảo nguyên luôn các bác nhé. Và đất ở đây rất là tốt, đất cực kỳ tốt luôn đó. Đấy các bác có thể thấy là giả sử như là cỏ anh ấy trồng có tí phân nào đâu. Nhưng mà tuyệt vời luôn, phát triển rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Đó. Đấy, chạy bò đấy. Tốt không? Rồi ok bác. Hôm nay mình chỉ review qua cái trang trại vừa đầu tư thôi. Sắp tới bắt bò thứ thì chắc mình sẽ review lại sau ha. Đó, các bác đánh giá cái trại này sẽ phát triển nó tốt không?